Báo chí UAE, Jordan đồng loạt U23 Việt Nam mạnh nhất bảng D. Phản ứng chung của một số tờ báo về kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020, châu Á là U23 Việt Nam mạnh nhất ở bảng D. Như quý vị và các bạn đã biết thì U23 Việt Nam rơi vào bảng D U23 châu Á 2020 diễn ra ở Thái Lan vào đầu năm sau cùng các đối thủ là U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Các chuyên gia nhận định đây là bảng đấu khá cân bằng và đối thủ nào cũng có cơ hội giành vé vào tứ kết. Phản ứng sau lễ bốc thăm, tờ Asaben của Jordan cho rằng bảng D sẽ rất hấp dẫn với sự nhỉnh hơn của U23 Việt Nam. Đây thực sự là bảng đấu khó lường. U23 Jordan phải đối mặt với nhiều khó khăn khi các đối thủ đều rất mạnh. Mục tiêu của U23 Jordan là giành vé tham gia Olympic 2020. Để thành công, trong thời gian tới, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. U23 Việt Nam là một đối thủ mạnh. Họ đã vào chung kết giải đấu gần nhất ở Trung Quốc, được xem là ứng viên cho một trong hai chiếc vé vào tứ kết. Có thể nói, huấn luyện viên Ahmad đang đối diện với nhiều áp lực trên hành trình thực hiện hóa giấc mơ Olympic. Hãng thông tấn Petra của Jordan cũng đưa tin U23 Việt Nam là đối thủ được quan tâm nhất ở bảng D. Kết quả bốc thăm đã đưa U23 Jordan chung bảng D với U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Triều Tiên. U23 Việt Nam chắc chắn là thách thức lớn nhất trong bảng đấu này với thành tích vào chung kết U23 châu Á hồi năm 2018 cùng nền bóng đá đang phát triển mạnh mẽ gần đây. Còn giới truyền thông UAE cũng rất quan tâm đến kết quả bốc thăm ở giải đấu mà đội nhà ấp ủ nhiều tham vọng. U23 UAE đã trở lại vòng chung kết U23 châu Á sau khi vắng mặt ở Trung Quốc đầu năm ngoái. Trong các kỳ năm 2013 và 2016, đội bóng này đều vào tứ kết. Ở bảng D, hai đội Jordan và Triều Tiên chưa bao giờ vắng mặt trong các kỳ U23 châu Á, trong khi đó đây là kỳ tham dự thứ 3 của UAE và U23 Việt Nam. Tờ En Khali của UAE đánh giá U23 Việt Nam và xem cuộc chiến ở lượt đầu tiên giữa hai đội mang rất nhiều ý nghĩa. U23 UAE trở lại giải đấu châu lục với thử thách lớn khi các đối thủ ở bảng D đều rất mạnh. Việt Nam là đương kim Á quân với nhiều cầu thủ trẻ chất lượng. UAE mở màn giải đấu bằng cuộc chiến với U23 Việt Nam thực sự rất khó khăn. Kết quả ở trận đấu mở màn sẽ quyết định không nhỏ đến cơ hội vào tứ kết của hai đội. U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu được coi là dễ thở nhất so với phần còn lại của vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nhưng chớ vội mừng vì thầy Park còn không ít những khó khăn. Nhìn sang các bảng đấu khác thì rõ ràng U23 Việt Nam gặp U23 Triều Tiên, UAE và Jordan thực sự là dễ thở hơn rất nhiều khi phần lớn các đối thủ trong bảng không được đánh giá mạnh hơn. Điển hình như bảng đấu của Thái Lan chẳng hạn, đội chủ nhà của giải đấu diễn ra vào đầu năm 2020, rõ ràng không hề dễ dàng tìm được một tấm vé vượt qua vòng đấu bảng khi đứng chung với Iraq, Úc cũng như nền bóng đá đang nổi lên là Bahrain. Bởi vậy, việc rơi vào bảng đấu nhẹ nhất có thể là điều kiện tiên quyết để huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu lấy vé vào tứ kết với tư cách là đội đầu bảng. Những gì mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang xây dựng cho đội tuyển U23 Việt Nam cũng như gặt hái bước đầu với U22 Việt Nam lúc này, sang năm sẽ là U23, thực sự đang khiến cho người hâm mộ phấn khích và tin rằng mục tiêu của đội nhà có thể hoàn thành, thậm chí là tiến xa như giải đấu ở Thường Châu năm 2018. Nhưng thực sự là cũng rất khó. U23 Việt Nam khá may mắn rơi vào bảng đấu tương đối nhẹ nhàng, nhưng để tiến xa hơn ở vòng bảng xem chừng lại không dễ dàng khi đối thủ cùng nhánh đều rất khủng như Iran, Uzbekistan hay Hàn Quốc. Tất nhiên, bóng đá trẻ thì khó nói trước được điều gì, bởi cách đây hơn một năm, chẳng phải U23 Việt Nam đã khiến cho hàng loạt nền bóng đá lớn mạnh trở thành bại tướng chẳng hạn. Nhưng dù thế nào thì cửa ải ở vòng tứ kết cũng tương đối gian nan dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chứ không đơn giản. Không chỉ khó khăn về các đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp, U23 Việt Nam nhiều khả năng khó có đủ quân số mạnh nhất cũng đang là vấn đề đẩy huấn luyện viên Park Hang-seo vào thế tương đối khó khăn. Ai cũng biết rằng U22 Việt Nam đang có sự tiến bộ rất lớn trong thời gian gần đây
thông qua cách làm tỉ mỉ và khoa học từ huấn luyện viên Park Hang-seo nhằm chuẩn bị cho SEA Games lẫn U23 châu Á. Thế nhưng sự tiến bộ ấy không có nghĩa là hoàn hảo và đủ để cho chiến lược gia người Hàn Quốc ung dung mang đi chinh chiến nếu như thiếu vắng một số quân bài đặc biệt quan trọng như Quang Hải, Văn Hậu hay Đình Trọng. Nếu như Quang Hải thì có thể, hay Đình Trọng đang chờ phép màu hồi phục chấn thương sớm, thì Văn Hậu lại không dễ để trở về tham dự vòng chung kết U23 châu Á khi có thể anh được câu lạc bộ Heerenveen đặc cách đá SEA Games, kể cả khi đó là một trong những điều khoản mà bảo hiểm yêu cầu đối với đội bóng Hà Lan. Văn Hậu khó trở về tham dự hai giải đấu liên tiếp là SEA Games lẫn U23 châu Á mà thời gian kéo dài lên tới 5 tuần lễ như thế. Chưa kể có thể hậu vệ người Thái Bình lấy được suất đá chính tại Hà Lan thì càng khó khăn hơn. Thiếu Văn Hậu đương nhiên không phải là thiếu người thay, nhưng để được như hậu vệ trái mà ông Park yêu thích bậc nhất là không đơn giản. Chưa nói tới việc các cá nhân khác không phải lúc nào cũng ổn định trong một thời gian dài. Đã vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc còn ôm quá nhiều mục tiêu với tuyển Việt Nam, tuyển U22 Việt Nam thì để nghĩ sớm đến chiến thắng xem ra là hơi lạc quan. Cơ hội để U23 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2020 sáng hơn bao giờ hết. Bởi trừ UAE được đánh giá rất mạnh thì cơ hội để cho U23 Việt Nam kiếm được điểm số trước các đội bóng như Triều Tiên hay Jordan là rất cao. Nếu thi đấu bằng sự quyết tâm, thậm chí Quang Hải và các đồng đội hoàn toàn có quyền mơ đến ngôi đầu bảng D. U23 Việt Nam sáng cửa vào tứ kết hơn Thái Lan và Trung Quốc. Trái ngược với tình cảnh của U23 Việt Nam, cả Thái Lan và Trung Quốc đều rơi vào bảng đấu cực kỳ khó khăn. Đội bóng xứ sở chùa vàng phải xếp chung bảng A cùng với Iraq, Úc và Bahrain. Ngoài Bahrain được đánh giá ngang ngửa với U23 Thái Lan thì cả Iraq lẫn Úc đều vượt trội hơn hẳn đoàn quân của ông Nishino về mọi mặt. Do đó hy vọng đi tiếp dành cho U23 Thái Lan là khá mong manh, bởi kiếm được một trận hòa khi chạm trán với Bahrain đã khó khăn, chứ chưa nói đến chuyện tìm kiếm những điểm số trước Iraq hay Úc, những đội bóng hàng đầu của châu lục. Thế nhưng chí ít thì bảng đấu của Thái Lan còn may mắn hơn Trung Quốc vì chưa phải rơi vào bảng tử thần. Đội bóng vừa sa thải huấn luyện viên Gus Hiddink bị đánh giá yếu nhất bảng C khi nằm chung bảng với Hàn Quốc, đương kim vô địch Uzbekistan và Iran. Nhiều người nhận định Trung Quốc sẽ chỉ đóng vai trò là một kẻ lót đường khi những ông kẹ lớn nhất châu lục tìm mọi cách tranh một suất để nuôi hy vọng tham dự Olympic Tokyo 2020. Chính vì vậy, cơ hội để cho Trung Quốc gây bất ngờ là cực kỳ thấp, nếu như không muốn nói là gần như không thể. Dẫu sao, trong bóng đá thì vẫn còn những sai số nhất định khi các trận đấu vẫn chưa diễn ra. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có quyền tin vào một sự may mắn dành cho đội nhà sau lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đánh giá về các đối thủ, tiền đạo Tiến Linh cho rằng các đối thủ trong bảng vừa tầm với U23 Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã tự tin tái lập thành tích tại Thường Châu 2 năm trước cùng U23 Việt Nam sau khi biết các đối thủ cùng bảng đấu. Là cầu thủ chủ chốt trong chiến dịch sân vàng SEA Games cũng như vòng chung kết U23 châu Á sắp tới của U22 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã tỏ ra rất tự tin vào cơ hội tiến xa của đội tuyển ở giải đấu vào đầu năm sau. Tiền đạo của Bình Dương cho rằng đây là bảng đấu vừa tầm với U23 Việt Nam, tuy nhiên không vì thế mà toàn đội chủ quan. Chia sẻ với báo giới, Tiến Linh cho biết, bảng đấu của Việt Nam là nhẹ đấy, không phải bảng tử thần, các đối thủ Triều Tiên, Jordan, UAE đều cùng đẳng cấp với chúng ta. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là vượt qua vòng đấu này sẽ dễ dàng. Chúng ta vẫn phải có sự chuẩn bị thật tốt vì sau những thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua, các nước châu Á đã hiểu về chúng ta khá rõ. Yếu tố bất ngờ cũng không thể còn, do đó không có chỗ cho sự chủ quan. Nếu chuẩn bị tốt, chúng ta vẫn có thể tái lập thành tích ở Thường Châu 2 năm về trước. Hiện tại, Tiến Linh và các đồng đội đang tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với chính đối thủ cùng bảng là U22 UAE vào ngày 13 tháng 10 tới đây. Sau một thời gian dài không thể hiện được nhiều, mỗi khi được lên tuyển, Tiến Linh đang dần lấy lại phong độ khi mới đây đã có 2 bàn thắng vào lưới U22 Trung Quốc. Với phong độ như thế này thì tiền đạo của Bình Dương chắc chắn sẽ là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo trên hàng công của đội U22 Việt Nam. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 2020 tại Thái Lan. 16 đội tuyển sẽ tranh tài để tìm ra nhà vô địch. Đồng thời, 3 đội đứng thứ hạng cao nhất
sẽ giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020